bạn trẻ, bạn có biết vì sao thế hệ cha ông đã liều lĩnh bằng cả mạng sống vượt biển đưa bạn đến mảnh đất này? Here in America, we have the Statue of Liberty. Our goals and dreams can be easily achieved. Why do we have to worry about other places? Không, phải luôn có tinh thần quảng đại. Hãy biết chia sẻ thế giới với những người khác. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. We should never forget to unite for the sake of our Vietnamese people and heritage. Vì chúng ta còn có một tổ quốc. Daisy DNA Nails Products. Westminster Memorial Park. Trẻ khỏe đẹp của Thùy Trinh. Family Dental của Dr. Olivia Lan Hương. Good Day Insurance. Midway Center. Xin quý vị hãy gửi đến tất cả các đoàn xe hoa một tràng pháo tay để chúng ta chào đón Mậu Tuất 2018. For the church panel, we would like to invite Dr. Trương Văn Như và Dr. John Saitos. Hội Đền Hùng với trên 10 năm hoạt động, mục đích để là một nhịp cầu nối cho thế hệ trẻ hiểu hơn về cha ông
hiểu hơn về con rồng cháu tiên, hiểu hơn về dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nơi xứ người. Dẫn đầu cho đoàn diễn hành trong ngày hôm là câu lạc bộ Hùng Sử Việt cũng như là đền Thánh Trần Hưng Đạo của đoàn diễn hành con rồng cháu tiên nhắc nhở đến người Việt chúng ta, dù ở nơi nào cũng là con rồng cháu tiên. Mấy đứa nhỏ dễ thương vậy. Thưa quý vị, hàng năm câu lạc bộ Hùng Sử Việt đều tham gia diễn hành Tết trên đại lộ Hoàng Sa. Với 3 ngày còn có 4 câu lạc bộ Hùng Sử Việt tại Miami, Virginia, San Diego và tại Úc Châu. Câu lạc bộ Hùng Sử Việt, also known as the Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation, is as a non-profit organization founded in the year of 2000. Và tiến đến khán đài là đền Thánh Trần Hưng Đạo, được thành lập từ tháng 9 năm 2014, chọn là một trong 10 danh tiếng của thế giới. Gương trung dụng của Đức Thánh Trần là một bài học cho con cháu muôn đời sau trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thân yêu. Lập lớn nhất miền Nam Cali nói chung và trong cộng đồng người Việt nói riêng. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào bắt đầu từ một bác sĩ và một y tá vào năm 2000. Hiện nay, cả trung tâm đang hợp tác với hơn 30 bác sĩ, có nhiều khoa ngành từ bác sĩ gia đình, nội thương, tổng quát đến bác sĩ chuyên môn, khu quan tuyến bao gồm chụp X-ray cho tới MRI. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào mở cửa 7 ngày một tuần và tại vị trí 9191 Westminster Boulevard. Và bây giờ là chiếc xe BMW của Dr. John Seidels cùng với beautiful wife Kristen và hai con, the pediatrician Dr. John Seidels. Tại miền Nam California. Và theo sau, thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là đài truyền hình SBTN, một hệ thống truyền hình Việt Nam đầu tiên và lớn nhất tại hải ngoại, phát hình 24 giờ để phục vụ người Việt hải ngoại từ hơn 16 năm qua. Thưa quý vị, với chủ đề Diệu Quyên, hello Việt Nam, welcome to America. Xe màu xanh xanh đó chị. The freedom is not free, but eventually we got here to the United States. Và các bạn trẻ của đài truyền hình SBTN đang lái những chiếc xe Vespa rất đẹp đi ngang trên đại lộ Tôn Sa. Vision and reality show. You can register for the competition at sbtnvoice.com. Voice là hát, là sức của viên. Dạ, chắc là hát đó. Và đây thưa quý vị, chúng ta có Greg Haskins for a sample in the parade. These beautiful dogs are specially. The duties include searching for drugs and explosives, locating missing people, finding crime evidence, and protecting their handlers. A big thank you to California Highway Patrol, Cal State Fullerton, Senior Beauty Park, Rhea, Cypress, Garden Grove, Huntington Beach, Irvine, Orange, Tustin, and Westminster for bringing their remarkable dogs to the part of this year's parade. Welcome our K-9 police dog! Vâng, những chàng chó sát gọi là quân khuyển, thưa quý vị, quân khuyển để bảo vệ cho chúng ta làm những công việc mà con người chúng ta không làm được, thưa quý vị, đó là đánh hơi, tìm kiếm những người mang drugs và bảo vệ an toàn, an ninh cho người dân ở trong vùng. Và đây là những chú chó hơi cũng tham dự trong chương trình diễn hành trong ngày hôm nay. Dẫn đầu của phái đoàn dân biểu liên bang ông Lưu Korea. Dân biểu liên bang Lưu Korea là một cư dân lâu năm tại vùng cao. Dân phố bao gồm tất cả trong khu vực Little Sài Gòn, quận Cam và một số thành phố của quận Los Angeles. Và trong nhiều năm qua thì thượng nghị sĩ Janet Green đã luôn tranh đấu cho các tù nhân lương tâm,
cho đất nước Việt Nam có được sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Hy sinh trong cuộc chiến năm 1974, bảo vệ biển đảo Việt Nam của chúng ta, xâm phạm bờ cõi, lãnh hải của người Việt của chúng ta. Năm nay, với sự đóng góp của tất cả các cựu chiến sĩ hải quân làm nên chiếc hạm đội HQ-10 Nhật Tảo đại diện cho 75. Và theo sau, chiến hạm HQ-10 là bảo vệ sản phẩm và nền sản HQ-10, xe chiếc của hội hải quân Cửu Long. Board of the Battleship IOWA and Vice Chair of the U.S. Vets Long Beach. Sau ngày thất thủ Sài Gòn thì dưới quyền chỉ huy của hạm trưởng Captain Paul Jacob, chiến hạm Kurt USS được nhận lệnh hộ tống cuộc di tản lớn nhất lịch sử gồm 30 tàu chiến hải quân. Nam gặp mấy ông một lần thôi nha, mấy ông cảnh sát chữa lửa. Và bây giờ chúng ta có là cựu thủ quân lục chiến Hoa Kỳ, cựu chiến binh Việt Nam, cựu giám đốc nghĩa trang Thái Bình Dương cũng như đương kim của hệ thống truyền hình Crystal mang tầng 57.1 và Galaxy đi toàn quốc Hoa Kỳ và Canada, phát hình 24 tiếng trong 7 ngày và bao gồm những tin tức phóng sự cộng đồng, phân tích thời sự, giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, văn nghệ, tuyên truyền và mời quý vị nếu có bệnh thì tới trung tâm y tế Nhân Hòa, không có tiền